Minh Khoa đã cho tự do xin kính chào quý khán thính giả Sau đây là điểm tin ngày 5 tháng 4 năm 2024 Khánh Hòa, nhiều học sinh nhập viện sau khi ăn sáng ngoài cổng trường, một em tử vong 19 học sinh Vĩnh Long nhập viện vì bơm xì hơi, xuất xứ Trung Quốc Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm Trung Quốc 5 ngày Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam thăm Trung Quốc Bộ trưởng quân đội Pháp sẽ tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Tàu Tùng Dương Vendette của Pháp sẽ cập cảng Đà Nẵng từ ngày 11 đến 15 tháng 4. Tòa Hà Nội tuyên án 5 năm tù cho người đặt quả nổ tại tượng đài Lenin. Khoảng 20 học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã nhập viện sau khi ăn sáng trước cổng trường. Trong đó có một nữ sinh lớp 5 đã tử vong. Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đã thông tin cho báo chí về tình hình ngộ độc thực phẩm trên trong sáng ngày 5 tháng 4. Theo nội dung thông cáo, vào lúc khoảng 7 giờ sáng ngày 5 tháng 4, tại trường tiểu học Vĩnh Trường, một học sinh lớp 5 sau khi ăn sáng xong vào trường thì mệt, ngất xỉu. Hai tiếng sau, thêm 19 học sinh khác cũng có dấu hiệu đau bụng, nôn ói, đau đầu nên trường đã chuyển các em vào Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh và Tâm trí Nha Trang. Tuy nhiên, sau đó nữ sinh lớp 5 đã tử vong. Hiện nhiều học sinh đã được bệnh viện cho về nhà. Một lãnh đạo trường cho truyền thông hay các em khai đã ăn cơm gà, bánh mì xé và bánh mì ốp la trong cùng một quán bán nhiều món ăn ở trong nhà, ở phía trước trường. Theo công an, trong cùng ngày, có tổng cộng 51 học sinh của hai trường, tiểu học Vĩnh Trường và trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, đã nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm. Hiện công an và các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, xác định nguyên nhân. Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, trong chiều ngày 5 tháng 4 đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại trường tiểu học Vĩnh Trường và trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo. Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan để điều tra, xử lý, xác định nguyên nhân vụ việc và công khai thông tin kịp thời để tránh gây hoang mang trong dư luận xã hội. Bệnh viện Đoa Khoa tỉnh Vĩnh Long mới đây đã cấp cứu thành công 19 em học sinh lớp 6 bị ngộ độc do ngửi hóa chất từ món đồ chơi bom xì hơi xuất xứ từ Trung Quốc. Theo báo Vĩnh Long, một em học sinh trường trung học cơ sở Lộc Hòa chiều ngày 3 tháng 4 năm 2024 mang một món đồ chơi có dòng chữ tiếng Trung và dòng chữ tiếng Anh Fart Bomb, bom xì hơi vào ném trong lớp. Món đồ chơi này phát nổ và giải phóng chất khí, khiến 19 em học sinh trong lớp bị nôn ói, khó thở và phải nhập viện để cấp cứu trong cùng ngày. Bác sĩ Trần Chí Công, Phó trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Long nói với báo giới, có 13 em biểu hiện mức độ nhẹ, sức khỏe ổn định. 6 em học sinh còn lại có biểu hiện khó thở, cần thở oxy cấp cứu và đến tối ngày 4 tháng 4, các em đều khỏe trở lại và được xuất viện về nhà. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ sẽ có chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 7 đến 12 tháng 4. Ủy ban đối ngoại Quốc hội Việt Nam vào ngày 4 tháng 4 ra thông báo về chuyến thăm Trung Quốc của ông Vương Đình Hòa. Cụ thể, Chuyến công du do ông Vương Đình Họa dẫn đầu phái đoàn là theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Vương Đình Họa trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và cũng là lần đầu tiên diễn ra cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa người đứng đầu cơ quan lập pháp hai nước sau Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh năm 2023, Hai nước đã kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngày 18 tháng 1 năm 1950, 18 tháng 1 năm 2023, và 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện 2008-2023. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sang Trung Quốc diễn ra chỉ vài ngày sau chuyến thăm hoa lục của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn trong hai ngày 3 và 4 tháng 4. Thông tấn xã hai nước loan tin cho biết, vào ngày 4 tháng 4, Ông Bù Thanh Sơn gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh. Hai phía lập lại việc quản lý phù hợp các bất đồng, tăng cường hợp tác biển và thúc đẩy tham vấn về Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông, COC, và giải quyết xung đột thông qua hợp tác đôi bên cùng có lợi. Hôm 3 tháng 4, phái đoàn của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bù Thanh Sơn đến thành phố Sùng Tá, Quảng Tây, làm việc với bí thư đảng ủy khu vực tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, ông Lưu Ninh. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Quảng Tây phối hợp chặt chẽ quản lý tốt biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc theo ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền giữa hai nước và các thỏa thuận liên quan, cùng nhau tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 25 năm ký kết Hiệp ước biên giới trên đất liền và 15 năm ký kết ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền trong năm 2024. Bộ trưởng Quân đội Pháp Sebastien Lecourneau cùng Quốc vụ Khanh phụ trách cựu chiến binh và ký ức chiến tranh thăm Việt Nam và dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vào tháng năm tới. Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Olivier Brosse, vào chiều ngày 4 tháng 4, trong cuộc gặp Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ông Phạm Minh Chính thông tin như vừa nêu. Truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn lời ông đại sứ Olivier Brosse về mong muốn của Pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển sâu rộng, toàn diện hơn nữa trong thời gian tới đặc biệt sẽ nỗ lực triển khai hiệu quả ba lĩnh vực hợp tác trụ cột được nêu trong điện đàm cấp cao giữa tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng thống emmanuel macron hồi tháng 10, 2023. về phía việt nam thủ tướng phạm minh chính đề nghị hai nước tiếp tục triển khai đầy đủ hiệu quả hiệp định thương mại tự do việt nam eu mong muốn pháp sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu khuyến khích các doanh nghiệp pháp tăng cường hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao chuyển đổi số chuyển đổi xanh dược phẩm tích cực tìm kiếm lĩnh vực hợp tác kinh tế mới phù hợp với nhu cầu và lợi ích hai bên mở cửa các mặt hàng thế mạnh của nhau đề nghị pháp ủng hộ và thúc đẩy eu sớm gỡ thẻ vàng iuu đối với thị sản việt nam tàu tuần dương vendemia của hải quân pháp sẽ cập đà nẵng từ ngày 11 đến 15 tháng 4 để thăm giao lưu huấn luyện chung với hải quân của cảnh sát biển việt nam đại sứ quán pháp tại hà nội cho truyền thông nhà nước việt nam biết và tin được loan hôm 2 tháng 4 đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, ông Lê Brochet, cho biết tàu tuần dương Venezuela khởi hành từ Nomia, thân Caledonia, hồi ngày 29 tháng 2 và đã tuần tra trên biển tương tác với các lực lượng vũ trang của các quốc gia thuộc ASEAN cũng như trong khu vực. Tại Đà Nẵng, thủy thủ đoàn của tuần dương hạm Venezuela sẽ có các hoạt động chung với phía hải quân và cảnh sát biển Việt Nam về phòng cháy chữa cháy an toàn trên biển, huấn luyện trên biển và phòng chống ô nhiễm tìm kiếm cứu nạn. Ông Nguyễn Chí Dũng, 54 tuổi, ngủ tại đội cấn quận Ba Đình, vào ngày 3 tháng 4 bị Tòa Hà Nội tuyên 5 năm tù theo cáo buộc gây rối trật tự công cộng qua việc đặt quả nổ tại tượng đài Lenin ở thủ đô Việt Nam. Truyền thông nhà nước loan tin trong cùng ngày. Cáo trạng cho rằng ông Nguyễn Chí Dũng vì bất mãn nên làm quả nổ và đặt tại chân tượng đài Lenin để gây chú ý. Các cơ quan pháp luật từng xử lý ông Nguyễn Chí Dũng theo cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản cũng như bị phạt hành chính về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Hẹn gặp lại quý vị trong điểm tin tuần sau. Chúc quý vị một buổi tối bình an.